ATM mì tôm của bác sĩ và tình nguyện viên tặng cho người nghèo. 3.000 thùng mì tôm và 10.000 quả trứng gà hỗ trợ người nghèo là tấm lòng của bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn Viện Bỏng Quốc gia và tình nguyện viên. Phát mì tôm, trứng gà tới người dân bãi giữa sông Hồng Tứ Liên, Hà Nội. Mỗi người dân được nhận một thùng mì tôm và một hộp trứng gà. Người dân bãi giữa sông Hồng phần nào đỡ đi gánh nặng mưu sinh trong mùa dịch COVID-19. Xe chở mì tôm, trứng gà đến với Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Mi tôm, trứng gà, được chuyển đến khoa thận tiết niệu lọc máu. Tặng mì tôm, trứng gà cho bệnh nhân chạy thận. Tình nguyện viên mang quả hỗ trợ đến bệnh nhân chạy thận bệnh viện đa khoa nông nghiệp. Khoa thận tiết niệu lọc máu, bệnh viện đa khoa nông nghiệp tiếp nhận quả cho bệnh nhân. Điểm ATM phát mì tôm, trứng gà của bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn có buồng khử trùng. Người dân xếp hàng đứng đúng khoảng cách 2 mét để lấy mì tôm và trứng gà. Điểm ATM là tấm lòng của bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn và tình nguyện viên đối với người nghèo. Gạch chéo chấm chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn hãy bình luận phía dưới nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại